Hôm nay sẽ học về các cái mô hình truyền thông. Thì sự cần thiết phải có cái mô hình truyền thông để một cái mạng máy tính mà nó trở thành cái môi trường mà truyền dữ liệu ấy, thì nó phải có những yếu tố là mỗi máy tính cần phải có một địa chỉ phân biệt trên mạng. Và việc chuyển dữ liệu từ máy tính này đến máy tính khác do mạng thực hiện thông qua các quy định thống nhất gọi là giao thức mạng. Khi các máy tính trao đổi dữ liệu với nhau thì một quá trình truyền dữ liệu đã được hoàn thiện. Ví dụ như để thực hiện truyền một file giữa một máy tính này với một máy tính khác cùng được gắn một mạng, thì công việc sau đây phải cần thực hiện đó là máy tính cần phải biết được cái địa chỉ của người nhà, cái máy nhận cái, ví dụ chúng ta gửi email chúng ta phải biết được cái địa chỉ mà email của người cần nhận. Máy tính phải truyền cần phải xác định là máy tính đã sau khi sẵn sàng nhận thông tin, và cái chương trình gửi file ấy, trên máy truyền cần phải xác định được rằng là chương trình nhận file trên máy đã nhận được, sẵn sàng tiếp nhận file, vân vân. Thì điều đó cho thấy rằng giữa hai máy tính đã có một sự phối hợp hoạt động ở một mức độ cao. Bây giờ thay vì chúng ta xét cả quá trình trên như một quá trình, thì chúng ta sẽ chia cái quá trình trên thành một số công đoạn, và mỗi công đoạn hoạt động cách độc lập với nhau. Ở đây cái mô hình truyền file, mỗi máy tính được chia làm 3 mô đun: mô đun truyền và nhận file, mô đun truyền thông và mô đun tiếp cận mạng. Hai mô đun tương ứng sẽ được thực hiện trao đổi với nhau. Mô đun truyền và nhận file thì nó cần thực hiện tất cả các nhiệm vụ ứng dụng truyền nhận file, ví dụ như là truyền thông tin về file, truyền thông tin các mẫu file. Và mô đun truyền thông thì nó quan tâm tới máy tính đang sẵn sàng trao đổi thông tin với nhau, nó còn kiểm soát dữ liệu sao cho những dữ liệu này có thể trao đổi một cách chính xác và an toàn với hai máy tính. Điều đó có nghĩa là khi mà truyền file trên nguyên tắc bảo đảm cho dữ liệu, tuy nhiên ở đây là có một vài mức độ an toàn khác nhau được dành cho từng ứng dụng. Mô đun tiếp cận mạng được xây dựng liên quan đến các quy cách giao tiếp mạng với nhau phụ thuộc vào bản chất của mạng. Vậy thì việc xem xét các mô đun một cách độc lập với nhau cho phép giảm mức độ phức tạp cho thiết kế và cài đặt. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng mạng và chương trình truyền thông, được gọi là phương pháp phân tầng. Việc mà phân tầng này thì nó giúp cho chúng ta là dễ dàng, bài học trước là dễ dàng xem xét có thử là chúng ta đã làm tới đâu, làm tới giai đoạn nào để mà thiết kế nên một cái mạng. Nguyên tắc phân tầng thì mỗi hệ thống các thành phần trong mạng phải được xây dựng một cấu trúc nhiều tầng, đều có cấu trúc giống nhau, số lượng tầng và chức năng của mỗi tầng. Cấu trúc nó giống nhau là số lượng tầng và chức năng của mỗi tầng. Các tầng phải nằm chồng vào nhau, dữ liệu chỉ được trao đổi giữa hai tầng kề nhau của nó. Đây, giữa hai tầng kề nhau đó, ví dụ tầng thứ một và tầng thứ hai, thì hai tầng dữ liệu này nó sẽ trao đổi với nhau và nó được nối thông qua cái giao thức tầng N này. Tầng N này và tầng N, N của hệ thống A, tầng N của hệ thống B được nối qua hệ thống giao thông tầng N. Đấy. Và cùng với việc xác định chức năng của mỗi tầng, chúng ta sẽ xác định mối quan hệ giữa hai tầng kề nhau. Dữ liệu được truyền đi từ tầng cao nhất của hệ thống truyền lần lượt đến tầng thấp nhất, sau đó đến qua đường nối vật lý dưới dạng bit của tầng thấp nhất của hệ thống nhận, sau đó truyền lại dữ liệu ngược lên đến tầng cao nhất của hệ thống nhận. Đây, ban đầu thì dữ liệu sẽ được truyền từ tầng N đến tầng tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất này là tầng vật lý. Đấy, tầng vật lý nó sẽ phân ra thành các cái dữ là 0, 1, 2, 3, 4 gì đó. À nhầm, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Và nó được truyền qua cái đường truyền vật lý, nó đến tầng thứ nhất thôi.
và tầng thứ nhất sẽ nhận nhận được thông qua cái giao thức tầng này, nhận được cái tín hiệu 01 và nó tiếp tục nó truyền ngược lại, nó mã hóa là nó phi mã gì đấy đấy, nó đến tầng thứ N, và đến tầng thứ N là tầng cuối cùng. À, chỉ có hai tầng thấp nhất có liên hệ vật lý với nhau, còn các tầng trên cùng thứ tư thứ năm chẳng hạn thì được logic với nhau, nhưng cái logic của tầng được thực hiện thông qua tầng dưới phải tuân theo những quy định chặt chẽ, các quy định đó được gọi là giao thức của tầng. Ví dụ đây tầng N và tầng thứ nhất, hai tầng này được nối với nhau qua cái đường truyền vật lý và qua cái giao thức tầng N này, tầng tầng thứ một này. Đấy, chỉ có mỗi cái này thôi. Còn tầng thứ tư thì được được nối các tầng thông qua cái liên kết logic với nhau. Liên kết logic của mỗi tầng được thực hiện thông qua tầng dưới và tuân theo những cái quy định chặt chẽ gọi là giao thức tầng. Cái mô hình truyền thông đơn giản 3 tầng được tìm hiểu ở phần sau. Bây giờ sẽ tìm hiểu một cái rất quan trọng trong chuẩn hóa mạng. Thì đối với nhu cầu chuẩn hóa mạng trong cái thành phần trên, chúng ta xem xét cái mô hình truyền thông đơn giản. Trong thực tế thì việc phân chia các tầng cũng như mô hình thực hiện chưa đủ. Trên thế giới hiện có một số cơ quan sẽ lựa chọn, họ đã đưa ra hàng loạt cái chuẩn về mạng, trong đó có cơ quan là ISO, The International Sanderson, và các cơ quan tiêu chuẩn này được hoạt động dưới sự bảo hộ của Liên Hợp Quốc, với thành viên là cơ quan chuẩn quốc gia với số lượng khoảng 100 thành viên. Một trong những thành tựu của ISO là một cái lĩnh vực truyền thông gọi là mô hình hệ thống mở Open System Internet, gọi tắt là OSI. Thì mô hình chuẩn hóa OSI nó được thực hiện như thế nào? Thì theo mô hình OSI, chương trình truyền thông được chia thành 7 tầng với những chức năng phân biệt cho mỗi tầng. Hai tầng đồng mức khi mà liên kết với nhau thì nó phải sử dụng một cái giao thức chung. Trong cái mô hình OSI thì có hai loại giao thức được áp dụng: giao thức liên kết và giao thức không liên kết. Giao thức liên kết là trước khi truyền dữ liệu giữa hai tầng đồng mức, cần thiết phải thiết lập một cái logic, các khóa tin được trao đổi qua cái liên kết của máy, và việc liên kết logic sẽ nâng cao độ an toàn cho dữ liệu. Giao thức không liên kết là trước khi truyền dữ liệu không thiết lập liên kết logic cho một gói thông tin được truyền độc lập cho các gói tin trước và sau đó. Nhiệm vụ của các tầng trong OSI: tầng thứ bảy là tầng ứng dụng, application layer. Tầng ứng dụng này sẽ quy định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI. Nó cung cấp các phương tiện cho người sử dụng truy cập và sử dụng dịch vụ của OSI. Tầng trình bày presentation layer. Tầng trình bày sẽ chuyển đổi các thông tin từ cú pháp người sử dụng sang cú pháp người truyền dữ liệu. Ngoài ra, nó có thể sử dụng để nén dữ liệu truyền và mã hóa trước khi truyền để bảo mật. Tầng giao dịch Sensation Layer. Tầng giao dịch thì nó quy định một cái giao diện ứng dụng cho tầng vận chuyển sử dụng. Nó xác lập ánh xạ giữa các tên đặt địa chỉ, tạo ra tiếp xúc ban đầu giữa các máy tính khác nhau. Trên cơ sở giao dịch truyền thông, nó đặt tên nhất quán cho mọi thành phần đối thoại riêng với nhau. Tầng vận chuyển Transition Layer. Tầng vận chuyển nó sẽ xác định địa chỉ trên các tầng mạng, cách thức chuyển giao những cái gói tin cơ sở trực tiếp giữa hai đầu bút end to end để đảm bảo cho việc ổn định tầng mạng, vận chuyển từng đánh số các gói tin và đảm bảo truyền theo thứ tự. Đây, 7 tầng đó: tầng ứng dụng application, tầng trình bày presentation, tầng giao dịch sensing, tầng vận chuyển transport, tầng mạng network và tầng dữ liệu data link, tầng vật lý phishing. Và tầng mạng network, tầng mạng có nhiệm vụ là xác định
để chuyển hướng, vạch hướng cho cái gói tin đó mà. Gói tin này có thể trải qua được nhiều chặng trước khi đến đích cuối cùng. Tầng liên kết dữ liệu, data link layer. Tầng liên kết dữ liệu có nhiệm vụ xác định các cơ chế truyền, truy cập thông tin đến mạng, cái giao thức chung của việc gói tin và đóng gói tin. Tầng vật lý, physical layer. Tầng vật lý sẽ cung cấp các phương thức truy cập vào đường truyền vật lý để xác định cái dòng bit không cấu trúc. Ngoài ra nó cung cấp về điện, dây cáp, đầu mối, các kỹ thuật nối mạch điện, điện áp, tốc độ truyền, các dẫn điện, giao diện nối giữa các móc nối. Thì buổi nhật ký học tập, chúng ta tìm hiểu sơ về các tầng trong hệ thống OSI, thế này là kết thúc.